Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Là em là Mai ạ. Và ngày hôm nay em sẽ làm cái video này để chia sẻ cho mọi người cái nguyên nhân và cái cách điều trị của căn bệnh là nước ăn chân ạ. Đó ạ. Và nước ăn chân thì chúng ta thường thấy đó là khi mà chúng ta sẽ vào cái mùa khô, à mùa ẩm ướt này ạ, mùa mưa này thì rất dễ dẫn đến tình trạng đó. Hay là những người làm ở vùng sông nước thì cũng rất dễ là dẫn đến tình trạng là chúng ta bị này. Hay là chúng ta đi giày quá nhiều và cái mồ hôi nó ra lúc nào cũng gây ra tình trạng ẩm ướt thì nó sẽ bị nứt ở các kẽ chân đó, nó sẽ bị nứt ở các kẽ chân đúng không ạ? Và triệu chứng ở đây đó là thứ nhất đó là vùng da ở trong kẽ chân của chúng ta ấy, nó sẽ ngứa ngáy khó chịu. Thứ hai là nó có thể là đóng vảy và bong tróc. Thứ ba là có thể là các kẽ ngón chân có màu trắng bợt ra và nó bị mủn hoặc là nó bị loét hoặc là nó chảy nước. Đó là những biểu hiện, những triệu chứng của căn bệnh này. Lứt, nó sẽ bị lứt này, lứt rỉ máu ra này, hay là nó sẽ bị là ở cái khu mà chúng ta bị cái lứt kẽ chân đó hay bị nước ăn chân đó thì thường nó sẽ có màu đỏ, màu hồng mà hơn so với các vùng xung quanh ạ. Và để mà điều trị cái căn bệnh này thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta đối với trường hợp này thì có thể là chúng ta sẽ không cần phải ngâm chân đâu ạ. Không cần ngâm chân bằng nước ấm đâu mà chúng ta chỉ cần rửa thật sạch cho em thôi. Chúng ta chỉ cần rửa thật sạch là sau đó và chúng ta bôi cái kem Munro ngày 2 đến 3 lần là nó đã có hợp lý rồi. Nó đã hợp lý rồi ạ. Và nếu như mà ở cái trường hợp mà nó bị lứt bẩn ra ấy ạ và nó gây tổn thương rồi ạ thì chúng ta có thể là lau thật sạch và sau đó thì chúng ta sẽ sát trùng bằng cái bông cho em nhé. Chúng ta hãy dùng bông để lau sạch cái đó. Và chúng ta hãy bôi cho em kem Munro ngày 2 đến 3 lần. Còn nếu như mọi người muốn rửa sạch thì hãy rửa qua bằng nước muối ấm giúp em nhé. Đó. Rửa qua bằng nước muối ấm. Và lưu ý khi mà chúng ta điều trị cái căn bệnh này đó là chúng ta không cần phải ngâm cái vùng tổn thương của da đó. Thứ hai đó là nếu mà tổn thương rồi thì chúng ta sẽ phải rửa thật sạch, sau đó thì chúng ta sẽ dùng các biện pháp ví dụ như là bằng bông để chúng ta có thể là rửa thật lau thật khô để cho sau đó thì chúng ta vệ sinh thật tốt. Thứ tư đó là chúng ta sẽ phải bôi các lượng kem nó vừa đủ. Lượng kem vừa đủ và mỏng thôi chứ không cần phải là bôi quá nhiều đâu ạ. Và nó dàn mỏng vào để nó bảo vệ trên cái làn da của chúng ta. Và nó sẽ và thêm một điều nữa đó là trong cái quá trình này thì chúng ta hãy nhớ là để chân của chúng ta luôn được khô thoáng. Và thông thường thì chúng ta sẽ bôi vào buổi tối giúp cho em để chân nó khô và nó thẩm thấu được vào trong cái làn da của mình tốt nhất. Nó thẩm thấu được trong cái làn da của mình tốt nhất. Còn nếu như ban sáng các bạn muốn dùng thì các bạn sau khi mà các bạn bôi xong các bạn massage thì các bạn hãy để trong một thời gian khoảng 5 đến 10 phút cho nó khô đi, sau đó thì chúng ta hãy đi giày và đi tất vào nhé. Và trên đây là những gì mà em chia sẻ về căn bệnh lứt gót chân. Và nếu như mọi người sau khi mọi người nghe xong cái video này thì hãy làm bài tập và hãy ghi lại cho em những cái gì mà em đã nói ở bên trên để sau này chúng ta có thêm kiến thức, chúng ta chia sẻ và chúng ta giúp đỡ cho khách hàng hiệu quả nhất nhé. Tạm biệt mọi người.